giai đoạn năm 2016 đến 2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 422 trẻ em bị tai nạn đuối nước, tương ứng với sĩ số của một trường tiểu học. Điều đó đã thôi thúc tôi triển khai các hoạt động dạy bơi, tuyên truyền phổ biến đuối nước tại địa phương. Tôi tên là Mai Văn Truyền, là giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất tại trường trung học cơ sở Ngô Mây. Địa phương tôi công tác có cái điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, xa trung tâm huyện. Ở đây có cái hệ thống các đập chứa nước, rồi sông, suối. Bên cạnh đó còn có hệ thống ao hồ do người dân đào để trữ nước, để tưới cây, tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ đuối nước cho trẻ em. Khi triển khai hoạt động dạy bơi cho các em thì điều khó khăn lớn nhất đó là điều kiện cơ sở vật chất. Bởi vì tại cái buôn làng thì không có bể bơi đặc chuẩn để có thể dạy cho các em. Trẻ em ở vùng sâu vùng xa này thì cũng không có nhiều điều kiện để có thể đến các trung tâm thị trấn, huyện để có thể tham gia các khóa học bơi với nhiều cái chi phí. Cái phương án bể bơi di động về buôn là một cái cách làm của tôi để giúp cho các em được học bơi ngay tại buôn làng của mình. Triển khai chương trình dạy bơi, tôi đã nhận được sự e ngại của bố mẹ các em. Bởi vì việc tôi làm là hoàn toàn miễn phí, họ không tin đó là sự thật. Nên tôi phải đi vận động để có thể truyền tải được cái ý nghĩa của việc học bơi, giúp cho các phụ huynh có thêm những cái kiến thức để trang bị cho con cái của mình trong công tác phòng chống đuối nước. Tôi cũng nhận được cái sự đồng thuận rất cao của chính quyền địa phương. Địa phương đã bố trí, phân công các đoàn thể chính trị, người phụ trách để cùng với tôi triển khai các hoạt động. Chính điều đó đã tăng thêm cái phần uy tín, tạo được thêm cái sự tin tưởng của phụ huynh, của cộng đồng dân cư khi các lớp bơi được triển khai tại địa bàn dân cư. Trong quá trình nhận dạy, tôi chú động đến từng lứa tuổi, từng giới tính của các em. Và tôi nhận thấy rằng cái việc giúp cho trẻ làm quen với môi trường nước cũng rất là quan trọng, giúp cho các em bớt đi cái nỗi lo sợ khi mà tiếp xúc với nước. Tôi hướng dẫn cho các em những cái kỹ năng xử lý dưới nước cơ bản, như là thở dưới nước, đi lại trong nước, chơi những trò chơi ở dưới nước. Điều đó thì giúp cho các em thêm cái động lực khi mà tham gia học tập. Bằng cái cách thực hiện cái mong ước đó là đưa bể bơi di động về buôn, trực tiếp triển khai các hoạt động dạy bơi và phổ biến kiến thức ngay tại buôn làng. Trong vòng 3 năm qua, bản thân tôi cũng đã trực tiếp đã giúp được cho hơn 400 trẻ em biết bơi, biết được những kỹ năng an toàn ở dưới nước. Cái mức độ quan tâm của người dân ở đây đối với các hoạt động mà tôi triển khai địa phương thì ngày càng thay đổi rõ rệt. Cái số lượng mà trẻ em tham gia các lớp học bơi ngày càng đông lên là động lực cho chúng tôi tiếp tục cái cuộc hành trình và giảm thiểu được nguy cơ tai nạn đuối nước tại cộng đồng.